Lại là Hùng đây mọi người. Thì hôm nay mình sẽ bốc thử em gimbal Zhiyun Smooth 5. Đây là bản combo mọi người nhá. Thì hộp này thì nó cũng về được 3 4 ngày rồi. Nhưng mà Hùng vẫn chưa chấn chỉnh lại tinh thần để mà bốc xem thử em gimbal này nó có thật sự xịn sò như là lời đồn trên mạng không. Tại vì đợt trước là Hùng có làm cái video là lên cột cờ núi Cổ Tiên của huyện Mường Khương ấy mọi người. Sau đó Hùng lồng mấy bài nhạc xịn xịn với lại cucute vào. Thế thành ra là cái video đấy của Hùng là nó bị bản quyền âm nhạc từ YouTube. Thế làm Hùng phải khổ khổ sở đáo để phải xóa đi rồi đăng lại. Sau là vẫn không được, sao phải xóa đi đăng lại. Cuối cùng là phải bỏ hết nhạc đi. Ôi dồi, thành ra quả video à, tốn bao công sức và tâm huyết, cuối cùng bỏ hết âm nhạc đi, nhìn nó chả ra gì cả. Thật là buồn quá mà. Thanh niên vừa mới tay ướt chân sáo rồi bước vào con đường YouTube tưởng dễ ăn chứ không dễ ăn đâu mọi người ạ. Đây giờ Hùng sẽ bóc thử em gimbal Zhiyun Smooth 5 này xem nó thật sự là hay ho như kiểu mình xem các anh review trên mạng hay không mọi người nhé. Ôi, đây là bản combo. Bản combo của nó thì là nó sẽ đắt hơn cái bản thường của nó. Trước mình cũng nghĩ rồi là lấy bản thường cho tiết kiệm, nhưng mà thôi đã mất tiền thì cố thêm tí nữa lấy luôn bản combo cho nó đầy đủ phụ kiện mọi người ạ. Trời ơi. Đây mọi người nhé, combo Zhiyun Smooth 5 để bản combo. Nhìn cái túi giờ vẫn chưa biết bên trong là gì, mình bốc tiếp xem nó có thật sự như lời đồn mà mình xem trên mạng không mọi người nhé. Lần đầu tiên bốc cái hàng này mình vẫn chưa thành thạo bốc mấy, nhìn vẫn còn hơi cuốn cuốn một tí. Đây, đặt vào trước mặt là một hộp. Đấy, một cái hộp của nó là như này, cộng thêm vài quyển hướng dẫn sử dụng, nó là thế. Giờ thì mình sẽ tạm thời cất cái này đi. Đó, nó cố định khá là chắc chắn phết đấy mọi người ạ. Đây, đập vào mình là một em gimbal Zhiyun Smooth 5, trông khá là thích thú. Còn đây là một chai pot mọi người nhé. Chai pot này thì mình có thể gắm trực tiếp vào phần đáy này. Đấy, sau là mình sẽ đặt lên, nó sẽ tự tự như thế này. Ok, em tripod này thì mình có thể gắn trực tiếp vào vào phần đáy này hoặc là mình có thể gắn vào đây. Đấy. Đấy, nhiều lúc nhìn nó như kiểu là một một khẩu gì à, nhìn mọi người ạ, cảm giác cầm lên cũng chắc tay phết đấy, mình cực kỳ thích thú. Đây, còn cái này
Em gimbal này thì nó là thuần dạng gimbal chống rung ba trục mọi người nhé. Thì cái này thì là đầu tiên là mình phải mở khóa hết ba cái trục này quay gimbal thì mình mới ấn nút khởi động nguồn của nó lên. Đây lần tiên mình sẽ mở nút trục xoay này trước. Đấy. Mình cực kỳ thích là cái cỡ em gimbal này nó là có thể xoay 360 độ. Ấy. Yêu nhược điểm mình thích nhất là cái món này. Giờ mình sẽ lắc cái tripod vào để mình mở thử một chút cho mọi người xem nhé. Này, tạm thời sẽ đặt lên như này. Đó, xong một trục nữa này. Giờ là đến cái trục tiếp theo. Nó đây. Đó, ok. Miếng này là miếng đấy. Giờ mình mở xong cái trục. Cái này là mình có thể quay ngang và quay dọc mọi người nhé. Đây là mình có thể quay TikTok thì mình sẽ dùng như này. Còn mình không quay TikTok thì mình chuyển sang quay ngang thì mình sẽ bẻ bẻ trục của nó như này. Đó. Đấy, bây giờ đang quay ngang mọi người nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ cân đối thử luôn một chút để mình cân đối thử một chút sau mình sẽ bật nguồn lên. Đây là em điện thoại Redmi Note 8 Pro của mình dùng 5 6 năm rồi. Khá là lâu luôn. Bây giờ mình sẽ cần cân bản điện thoại trước cho nó mọi người nhé. Đầu tiên là mình sẽ cân bản. Cái này là nó sẽ kéo lên này. Đó. Sao bắt đầu cho nó sát sát lại vào. Đấy, cái này thì mình cũng có thể di chuyển cho nó lên hoặc xuống. Đó. Ok, giờ chiếc điện thoại nó vẫn chưa căng bản thì mình sẽ bẻ cái trục này để kéo cái thanh này ra để cho nó cân cân bản lại đã. Đấy. Giờ là nó điện thoại nó tương 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 đối rồi mọi người ạ. Điện thoại bây giờ là nó đấy, bây giờ là nó gần tương đối rồi. Đấy. Giờ mình đã cân bằng được chiếc điện thoại Redmi Note 8 Pro của mình lên trên em gimbal Zhiyun Smooth 5 này. Giờ mình sẽ khóa trục này lại. Ok. Thế là xong rồi. Đấy. Gần xong. Ok. Bây giờ mình sẽ bật nguồn lên nhé. Giờ mình sẽ bật nguồn lên. Ok. Xong rồi mọi người nhé. Đó. Nó na ná là như thế. Chỗ này là cái trục này là mình có thể dùng tay sau mình xoay để cái trục gimbal của nó như thế mọi người nhé. Vừa mới bắt đầu sử dụng mình cũng chưa nắm rõ hết về các chức năng và ưu điểm của em gimbal này, nhưng mình thấy là nó cũng khá thú vị, nó sương sương là như thế đấy. Nên cảm giác mình cầm nắm di chuyển sang đó đấy, nhìn nó cũng kiểu là sẽ giúp mình tiện lợi hơn trong nhiều góc quay với lại nhiều cảnh quay mọi người nhé. Đó mọi người, thì đặc điểm em gimbal này mình cực kỳ thích đó là hỗ trợ tích hợp thêm cái đèn led đây mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ bật nguồn lên. Đó, bật nguồn lên xong rồi. Giờ mình bật nguồn lên xong rồi nha. Đấy. Bật nguồn xong rồi nha. Bây giờ là mình đã bật nguồn xong thôi.
Mình sẽ tích hợp cho cái đèn led này lên mọi người nhé. Giờ là ấn bật đèn xong rồi, mình sẽ ấn bật đèn mọi người nhé. Đây, nút này là nút bật đèn này, bật đèn trên gimbal luôn. Đó. Đấy, bật đèn xong rồi. Cái tích hợp cái đèn này là mình có thể chuyển cho nó đây, có thể to sáng cực to hoặc là xuống yếu mọi người nhé. Đèn này là tùy tùy mình chỉnh thôi. Thì ngoài ra thì người ta cũng tặng thêm mình cho ba miếng để tạo màu này rất là nhiều luôn. Thì mình sẽ thay thay cho mọi người nhé, chuyển thành miếng màu xanh đi. Đây, cái đèn này nó có tích hợp người ta dính cái nam châm trong này mọi người nhé. Đấy, mình đèn bật đèn màu xanh này cho đèn nó sáng lên. Đấy, sáng đèn màu xanh. Đèn màu xanh xong mình sẽ chuyển sang đèn màu đỏ. Ok, đèn màu đỏ. Đó, cái này có nam châm mọi người nhé, để mình đặt tự tự khắc tự động đặt vào là nó sẽ không bị rơi vỡ này. Đấy, mình đặt vào là tự nhiên nó sẽ dính vào trong này thôi, nó mình không phải sợ nó rơi hay là như nào cả. Đấy, giờ là chuyển bố miến này. Còn mình tap thì cũng tap trực tiếp trên thân gimbal luôn. Đó, nó là như thế thôi. Mình cực kỳ thích cái ưu điểm này của nó. Thôi mọi người nhé, hôm nay bóc hột em gimbal Zizun C45 nó như thế này thôi. Thì mình chưa hiểu chuyên sâu về cái này, để vài bữa mình đi test thử, mình đi trải nghiệm sau mình dùng thử xem nó có thực sự là nó xịn sò giống như là tất cả các anh từng review mình đã xem qua nhé. Nhìn là nó đang thích thú lắm rồi, muốn đi trải nghiệm lắm rồi mọi người ạ. Đó. Ok, cái này là mình có thể dùng theo em nói nha. Đấy, cái nút này là mình ấn để nó sẽ di chuyển theo. Đấy, ấn lên trên thì nó sẽ lên trên. Đấy, ấn xuống, đấy nó sẽ đi xuống. Còn ấn sang bên trái, đấy ấn sang bên phải nó vẫn như thế. Đấy, nhìn là mình cực kỳ thích nha. Thôi giờ thì tắt nguồn để cho em nó. Ok, tắt nguồn xong rồi mọi người nhé. Đấy, giờ tắt nguồn xong rồi. Mình cực kỳ thích cái em này là nó có thể quay 360 độ mọi người ạ. Ôi, bữa nào mình sẽ đi trải nghiệm và đi test thử xem nó có thật sự thực chiến như thế mọi người nhé. Thôi, giờ thì bye bye, xin chào mọi người.